Dạ rồi, em chào chị nha. Dạ vâng, em xin phép được hỏi chị tên là gì? Đăng Thị Thu Thủy. Chị đến từ đâu? Ở xã Định Mỹ, An Giang, huyện Thọ Xuân. Dạ, dạ vâng, thì hôm nay chị về đây nhờ đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp đỡ vụ việc gì? Dạ, con gái nó nghỉ cho mạng công ty, nó nghỉ tính đi tính lại cũng gần 3 tháng rồi. Dạ. Rồi dẫn nó về quê, đặng tại vì cũng thiếu ba cái tiền đó. Thành ra con nó nói thôi để con đi qua bển lao động con mằng. Mà đi về quê rồi có người đàn bà điện, nó đi mất hồi bữa 29 á cô chú. 29 là 29 mình á, là bữa nay đúng 2 tuần. À 2 tuần á. Dạ. Dạ vâng, thì con gái nhà mình tên là gì? Trần Thị Kim Ngân. Trần Thị Kim Ngân ha. Dạ. Con gái nhà mình năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Sinh năm 2000. Sinh năm 2000. Dạ, dạ. Thì cái sự việc cụ thể là con gái nhà mình đi và như thế nào? Chị chia sẻ chi tiết thôi. Nó về thì nó không có nói gì, nhưng cỡ chừng 4 giờ, có người đàn bà trước 4 giờ điện nó là nó đi. Nó đi dạ. Bữa nay đúng 2 tuần rồi nó không có về, nó không liên lạc với tôi. Dạ, cái lúc mà con gái nhà mình đi là giờ đang ở quê ha chị? Đang ở quê. Là ở An Giang. An Giang. Thì con gái nhà mình có gia đình gì chưa? Chưa. Là hiện tại thì gia đình nhà chị được mấy người con? Ba đứa con. Ba đứa con ha. Còn bé bỏ đi này là thứ mấy? Thứ ba. Bé thứ ba. Dạ. Là bé kế bé đầu đúng không ạ? Dạ. Ở miền Tây thứ hai gọi là đầu á. Dạ. Thì trước cái lúc đi á thì theo như chị là người mẹ thì chị có quan sát được rằng con gái của mình có những cái biểu hiện gì bất thường không? Có. Bởi vì tôi đau đó chú. Rồi tôi nghỉ 4-5 tháng nay rồi. Dạ. Con nó ở trên đây mằng công ty, mình thấy con nó mằng thì cũng điện hoài vậy đó. Trước khi lên thì không có con nó ở trên đây, bớt bớt rồi đi lên thì đi lại công ty nói nó nghỉ trước 1 tháng rồi. Thành ra đi lên nó về rồi có người điện là nó đi. Dạ. Mà người đàn bà đó điện. Dạ. Nó không cho nghe, cái bữa đó là tôi không cho nó đi, nó nói bà không cho đi là tôi chém bà đó. Wow. Tôi nói sao con chém mẹ, chém thì mẹ chết. Đó rồi thì nó đi. Cái nó nghỉ đi đêm đó, bữa sau nó đi. Con gái nhà mình. Ừ. Nói là những cái lời mà cay đắng như vậy với chị luôn. Cái nói tại vì không biết nó có bị gì không, mình cũng thấy con vậy đó, đau quá nó con chém thì mẹ chết. Trời ơi, nghe cái câu này mà sao mà nó mà cái người nó điện là nó đi, điện là nó đi. Tôi nói thôi có thiếu thốn gì thì để lo từ từ, mà con cứ đi hoài. Về quê là đi 2 tuần không liên lạc, chờ hoài. Chú ơi đau quá, sáng đi mà ngủ được. Nhờ cho mấy chú kiếm giùm con, không bó tay. Rồi hôm nay ông xã của chị đâu? Ông đi mằng mướn rồi. Là cũng ở An Giang ha. Là hôm nay là chị từ dưới quê lên đây. Dưới quê lên, tại vì nóng ruột chờ hoài đúng 2 tuần rồi đó, nó không về. Lên đây nhờ mấy chú Hải. Chị bắt xe từ lúc An Giang từ lúc mấy giờ mà chị lên đến Bình Dương? Đi lên hồi hôm qua. Đi lên dắt 6 giờ sáng. Tội ghê trời. Mà trước khi nó bằng công ty mấy năm về trước, nó có cái người đó giúp nó. Mà người đó thì bằng công ty thì Phúc Thắng nghỉ dài ngày, nói đi về để mở quán sòng bài nhiều hơn. Đằng này mới la nó, con đừng có gì nghe mình bằng lương thiện, thiếu thốn gì, từ từ nói, gia đình giải quyết. Là trước khi những cái chuyện như bây giờ xảy ra đúng không ạ? Dạ. Là con gái nhà mình thì theo như chị đánh giá thì con gái nhà mình có ngoan không? Ngoan. Nó đâu có nói chuyện gì đâu. Đi làm có gửi tiền về cho cha mẹ không? Dạ. Có không ạ? Hả? Đi làm có gửi tiền về cho cha mẹ? Mà không, hồi có hơn 2 năm nay nó ít đưa lắm. Bị nó nói thiếu ở trong á. Trước khi thiếu thốn đó thì nó cũng trả rồi không có dư nhiều. Nhưng mà con gái nhà mình trước giờ có bao giờ cãi lại cha mẹ không? Không. Có bao giờ mà buông những cái lời mà cay đắng như không lúc nãy không? Không có nói gì chứ. Mà giờ hồi cấp chiến trước mình để ý là có người điện là nó đi. Có người điện là đi. Điện là nó đi. Mà nói chung ra nó ngoan, cái là nó không có thương ai á. Nó cũng để ngoài tai, nó sợ cái cảnh đó. Mà cái này là cái người đàn bà dì dắt bằng ăn gì mình không hiểu, bị không có gành điện thoại. Tết vừa rồi con gái nhà mình có về quê ăn Tết không? Tết nó không có về.
Tại sao con nhà mình lại không về ăn Tết? À, điện hoài à, kêu nó, cái nó nói là còn thiếu tiền ta, cái nó về đêm 30 là sáng nó đi luôn. Về có đêm 30 là sáng đi luôn. Sáng mùng 1 Tết là công nó việc đi của luôn. con nhà mình làm ở đâu? Ở xưởng giày đằng này nè chú, xưởng giày lớn đằng này nè. Là ở Bình Dương Ở luôn Bình ạ. Dương. Là làm ở đấy là công ty nào chị có biết không? Không, công ty gì đó, xưởng giày lớn thôi. Cái đường 07 đi ra đó. Ừ, dán ép á. Rồi hàng tháng thì gửi tiền về cho nhà mình được nhiều không? Không, năm mấy nay nó không có Bé nhà bao mình nhiêu. năm nay mới 23 tuổi thôi đúng không ạ? Dạ. Yeah. Sinh năm 2000 đúng không ạ? 2000. 2000 thì 23 tuổi. 23. Rồi bé trước giờ có quen bạn trai gì không chị? Không, bởi vì nó thấy cha mẹ nó cũng ngoan lắm, nó không dám quen, nó nói hoài à. Mà từ hồi ấy giờ đó tôi đau tôi về dưới đó, không biết sao mà gì đó. Là trước giờ là chị mới về quê đây thôi đúng không ạ? 4 Còn tháng trước giờ là chị vẫn ở chung với con gái hay sao ạ? ở chung, ở trên này thì ở chung hết gia đình, Nguyên đau gia quá mới đi đình về quê, chị mới về quê nhà mình ở trên Bình Dương để Bình làm Dương. lập nghiệp hết ha. Dạ. Ở trên đấy thì trong cái thời gian ở chung chị có thấy con gái chị có những cái dấu hiệu gì khác không? Hồi cấp mới mấy tháng nay là cỡ như 3 tháng đi, thấy nó lạ lạ, nó vô phòng nó cứ đóng suốt à. Đóng cửa Ờ, hả? đóng cửa kêu nó ít cái ga lắm. Là chị bị bệnh tật gì à, bị ốm đau bệnh gì? À, tôi bệnh phổi. Phổi. Ừ. Lao. Lao. Nhưng bớt rồi. Chữa chị lâu chưa? 5 tháng rồi. 5 tháng, bây giờ chị thấy trong người khỏe chưa? Thấy cũng đỡ thôi. Nhưng mà điều kiện kinh tế nhà mình khá giả không? Không chú, hoàn cảnh Nhà cũng mình bao nhiêu khổ. người đi lao động? Thì nó đó không có đưa tiền, còn thằng Út bằng hồ, nhỏ lớn gả rồi. Có khi nào mà con gái chị vì thấy gia đình mình nghèo khổ quá mà rồi mẹ ốm đau nên con gái nhà mình đi làm một cái công việc nào khác để mà kiếm nhiều tiền gửi cho cha mẹ không? Có Không, không? từ làm giờ nó không có đưa tiền, À, không có đưa không tiền có gửi hả? cái đồng tiền nào hết trơn, ít triệu 500 thôi chứ không có nhiều, nó xây không nổi luôn á. Nhưng mà thường thường làm công ty thì con gái nhà mình chỉ có biết được mức thu nhập một tháng bao nhiêu À, nó nói là 7 triệu mấy. không? 7 triệu mấy mà Ừ. đưa cho mẹ có 500. Chịu, nhiều khi 1 thiếu triệu. thôi, nó lo, nó xây chở á, Xoay lề sở cái lớn gì? thiếu người ta đó. Muốn làm cái gì mà lời ạ? Cũng như hồi trước á, gia đình thì màng ăn cũng mấy tháng dịch á, không bằng được, thiếu người ta cốn lề lên. À, tức là Ừ. cái thời điểm dịch ha, là mình vẫn Ờ, ở Bình Dương ha. ở Bình Dương người ta không có bớt, mấy tháng người ta chắc chồng rồi mình đóng hoài người ta thôi, không Là đóng tiền thì người ta trọ tiền đòi. ăn ha, Ờ. nhưng mà trong khi đấy cũng được nhà nước hỗ trợ về ăn uống mà. Không, ít lắm, anh bị dở trong kẹt đó, không có. Ừ, không có ra ngoài. Cách đây thời điểm dịch cho tới nay thì cũng đã là lâu rồi Lâu rồi đó chú, mà đóng mà vẫn vẫn đóng chưa trả vốn được người ta. Người ta đâu mình có đó chịu. là con gái nhà mình mượn tiền hay sao ạ? Ờ, À? Mượn mượn trong công tiền ty á, nghe nói là 4 mấy triệu. bốn Rồi. mấy triệu để Ờ. về để trang trải chứ ăn Trang uống. trải hồi từ ấy tới giờ Nhưng không mà trả cái số nổi. tiền đấy có đúng là mượn về để trang trải không? Cũng có, bởi vì nó cũng thiệt không, mà nó nói đóng lề hoài tháng là 4-5 triệu rồi. Nhưng mà có 2 triệu mấy còn ăn uống nữa thì nó đỡ ít Tức thôi. là cái số tiền con gái nhà mình mượn là Ừ. chị là công nhận cái đấy là mượn để chi chi Xin tiêu trong sợ. gia đình đúng không Dạ. ạ? Ừ. Tức là cái thời điểm dịch đến nhà mình xài hết bốn mấy triệu luôn ạ. Cũng nói chung ra thì mặn thì đóng vậy đó. Đóng trọ, Ồ, đủ thứ ăn tiền chung, uống. ăn uống lề lãi nữa, cũng gói ghém mà cũng đâu có dư. Kẻ mặn được Mà tới mà thời điểm hiện không, tại thì gia đình nhà mình không đủ khả năng để trả hay không sao? có mặn hồ được, chỉ ông xã mặn hồ. Ông xã làm hồ cho con trai út làm hồ này đúng không? Ừ. Mà nhiều khi được, nhiều khi không, mà cũng không Dạ. đều đều được. Thì con gái nhà mình là cả chỉ có trong vòng cái thời gian gần đây là ví trở nên như Ừ. vậy, còn về trước là rất ngoan đúng không ạ? Ngoan, nó hiền lắm. Có ăn chơi chưng dịn không chị? Không, nó bình thường, nó Có không có nhậu nhẹt giận. gì không? Không. Son môi đi chơi đi sớm về khuya gì không? Không chút, Chứ là mới rất là ngoan, già. rất là thương mẹ, thương cha, À. làm để phụ giúp gia đình. Nhưng mà chị không hiểu sao cái thời gian dạo gần đây, 4 tháng gần đây, từ khi chị đổ bệnh, À. chị về quê thì chị cảm thấy con gái mình có dấu hiệu gọi là bất thường. Nhưng mà cái câu mà chị vừa nói với em là nhận Có chị người điện đó, không dạ. cho nó đi, nó cản nó lại, bởi vì mình Cái thấy lúc đó con nó là vào cái về. thời điểm nào? Cái đó là lúc Tết rồi đó chú, tôi lên đó. Tết là chị phải ở quê lên đây luôn ạ? Không, à, chị qua Tết chị mới lên. Qua Tết chị mới lên là lâu không? Khoảng cách Tết lâu không? Qua Tết hả? Chị mới lên có chừng tháng này. Tháng nay. Rồi chị mới nói về, chị mới dắt nó về quê. Là nó đi bữa 29 đó. Trước giờ bé nhà mình có bỏ đi như vậy bao giờ chưa? Không, ở đó giờ không có đi. Và lần này thì biết bỏ đi Không. và chị có cản lại. Trước khi đi thì bé có tâm sự với chị điều gì không? Không, cái nói một hồi cái nó nói à, nói chơi thôi, chứ con không mắc bùa gì trơn mẹ ơi, để mẹ đồn con mắc bùa, mà mình thấy nó kỳ lắm á. Nhưng mà theo như chị thì con gái nhà mình sao này?
thấy nó đi như vậy thôi bây giờ. Chị nghi ngờ điều gì nè? Không biết người ta có bỏ bùa con mình mặn cái chuyện gì không. Sợ mình bỏ bùa ha? Bây giờ thì mình thấy không có bùa ngải gì nữa, mà sao cái tánh nó kỳ á, nó không có ngoan như hồi lần. Nhưng mà chị có tin vào bùa ngải không? Tại vì về nó không có vô phòng thôi, không có biết cái vụ ăn uống, ít lắm. Cứ phòng đột phòng nó không, không có nhưng dễ. Mà theo như bản thân chị có tin vào bùa ngải không? Chắc vậy quá, thành ra nghe người ta chứ không nghe gia đình. À, tin vào bùa ha. Nó đi vậy nó không về, quần nó áo nó không lấy nghe, luôn. Sợ bùa nghe hay là bùa gì ạ? Sợ nghe lời na chút. Dạ. Và từ cái thời điểm đi cho tới nay 2 tuần rồi hai mà tuần. không có liên lạc được chị. Không có điện về mẹ hỏi thăm gì hết trơn chút. Chị có điện được, có thuê bao hay là chặn lại ạ? Nó điện nó không được, nó nói là không liên lạc được cái số thuê bao. Thuê bao ha. Ừ. Thì thật sự bây giờ chị rất là lo lắng ha. Ngủ không được. Đau. Quê lặn lội ở dưới lên đây lên. Thì chị có lời nào chị muốn nói với con gái của mình không, để con gái mình nghe được quay trở về chị nói. Nó còn đi về vì cha mẹ lo hết, anh chị cũng vẫn lo, thiếu người ta trả lần lần. Con về đi chứ mẹ chờ hoài, cứ bữa nào cũng chờ chứ có ai bằng nhà mình, đi như vậy hoài sao được. Cứ đi ở nhà người ta suốt như vậy sao, ngày nào cũng chờ con hết. Tết cũng vậy, nó đi rồi mùng 2, mùng 3 không ngủ được, chứ chờ mở cửa hoài coi con nó có về không. Mà có nói với nó, nhắn hoài với mấy người kia, về đằng này lo hết, về đi, chứ mằng cũng đâu có tiền bạc gì nhiều đâu. Thương quá, tội quá, chờ đợi trong mỏi mòn ha. Hồi đêm hôm này ngủ không được, nhớ con. Hôm qua thì ở xa đến Mỹ á, đồn nói nó là ở cầu Cần Thơ bị bắt rồi, sợ quá ngủ không được. Lên, bữa nay phải đi lên Trung Hải. Đó là nghe đồn thôi, còn chưa có biết được sự thật, nên mà mong chị phải hết sức bình tĩnh nha. Yeah. Nào mình biết được cái tin chính xác thì mình tin vào điều đấy. Còn bây giờ chị cứ nghe người ta đồn, người ta nói mà mình chưa biết được, ảnh hưởng tới tinh thần sức khỏe. Mà lo quá chứ ơi. Ngồi trái tim muốn nhảy ra ngoài hoài, ăn uống được. Thôi thì câu chuyện của chị thì cũng đã, bản thân em cũng như tất cả quý cô chú anh chị cũng đã hiểu. Thật sự thì cũng biết rằng là chị là bậc làm cha làm mẹ thì rất lo cho con và thương con cái vô điều kiện, đúng không ạ? Và hôm nay thì chị lên đây từ An Giang cũng hơn 200 cây số ha, chị lặn lội lên tới Bình Dương để mà nhờ được chị Thanh Hải tìm con. Thì vụ việc của chị thì đội sĩ Thanh Hải đã ghi nhận. Dạ, thì thưa quý cô chú anh chị, nếu ai có thấy bé thì trong hình ở đâu thì làm ơn liên hệ về với số điện thoại của đội sĩ Thanh Hải 0913785858 để giúp cho bé sớm quay trở về đoàn tụ cùng với gia đình. Dạ, chị còn lời gì chị muốn chia sẻ nữa không? Nói với mấy cái cô đó, đừng có điện con tôi nữa, điện hoài gia đình tôi tan nát hết trơn, khổ quá người. Đừng điện nữa, mỗi lần về là điện hoài. Mà ăn bây giờ là gia đình ta khổ rồi, mình cũng phải làm phước được, cái chuyện gì về tới nhà là điện, về tới nhà là điện. Đã nghỉ công ty rồi có thiếu thốn thì gia đình tôi cũng vẫn trả lần lần. Tôi đau tôi không ăn uống được, chờ con tôi hoài. Đừng có điện nữa, cũng tìm hoài không biết đường tìm chú ơi. Ở Bình Dương này khó tìm lắm. Rất là tội, rất là thương luôn. Thật sự thì bé ơi, nếu em có xem được cái video này thì em hãy nhanh chóng em về nhà, em đoàn tụ cùng với gia đình. Bản thân mẹ em đang ốm đau mà phải lặn lội hơn 200 cây số từ miền Tây An Giang lên đến Bình Dương để đi nhờ các chú tìm bé. Thì chú mong sao thì bé, cái độ tuổi của bé 23 tuổi cũng đã trưởng thành rồi, cũng biết suy nghĩ rồi. Thì bé hãy nhanh chóng về nhà nha, để cho gia đình đỡ lo, để cho mẹ của bé đỡ phải khóc nữa. Bé nha, mong bé hiểu và bé hãy nhanh chóng quay trở về. Thì chị ơi, thì chị cũng cố gắng đừng xúc động quá nha. Chị giữ gìn sức khỏe thì em cũng chúc cho chị nhiều sức khỏe và nhanh chóng hết bệnh tật. Chúc cho chị sớm nhận được tin vui, đó là bé nhà mình sớm quay trở về chị nha. Cảm ơn mấy chú nhiều. Dạ. Tiếp một lời, một hai lời nói, con không có nghe lời mẹ cha, đi suốt nghe lời người ta không mà. Dạ rồi thì
xin phép chào chị nha. Rồi, cảm ơn nhiều lắm.